Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, cô chú anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Ở Sài Gòn hôm nay chiều ngày 10 tháng 1 năm 2021, và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Cô Bắc đi thẳng hướng này. Mình sẽ ra chợ Cột Muối. Đây đây có giao lộ Đề Thám với lại Cô Bắc. Và bên cánh trái chúng ta đó là hình ảnh của hẻm 100, và cũng có rất nhiều cô chú anh chị comment yêu cầu trong hẻm này. Nhưng mà hôm nay em sẽ dẫn anh chị và bạn chúng ta đi đến hẻm cũng trên đường Cô Bắc mà cũng rất là lâu rồi em chưa có dịp thực hiện, và hôm nay mà anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục lang thang ở đường Cô Bắc rồi mình sẽ nhìn lại hình ảnh của hẻm 155 Cô Bắc. Trước mặt anh chị đó là ngôi nhà số 108 Cô Bắc, và ngày xưa là một ngôi nhà cấp 4, nhưng mà sau này thì người ta mua rồi người ta xây lại một cái building rất là cao ha. Và sau lưng chúng ta đó là ảnh của tháp cao đài số 73 75 Cô Bắc. Nếu mà anh chị ở con đường Cô Bắc thì chắc có lẽ cũng rất là quen thuộc với cái khu xóm này và những hình ảnh này. Mà có lẽ ngày nay thì cũng rất là khác rồi so với ngày xưa. Ngày xưa thì còn chung cư Cô Giang, nhưng mà sau này thì chung cư Cô Giang không có còn nữa. Chung cư Cô Giang ngày xưa bây giờ là khu phức hợp chuẩn bị được hình thành, kèm theo đó là cái chung cư cho những hộ tái định cư, những hộ ngày xưa ở bên kia lô cái block chung cư bên kia là dành cho hộ tái định cư nè, là những người ngày xưa không có nhận tiền bồi thường và chấp nhận thời gian đợi khi mà chung cư ở đây xây xong thì họ sẽ được ở đây. Tiếp tục buổi chiều ở con đường Cô Bắc thì nói chung ta thấy cũng rất là an bình, yên bình chứ ha, yên bình, không có gì sôi động, cũng không có gì ồn ào. Ở đây có một vựa ve chai, người ta thu gom những cái ve chai rồi cân ký lên xe, đủ các loại sắt chất lên xe tải như này nè. Buổi chiều thì tập trung rất là nhiều những anh chị thu gom ve chai ở các khu xóm, các ngõ hẻm. Họ ra đây họ cân cho vựa, vựa này sẽ chở đi một cái kho bãi nào đó. Nói chung con đường Cô Bắc này thì cũng không có gì xa lạ với các anh chị. Con đường này thì cũng em cũng quay tới quay luôn cũng mấy lần, tự vì cũng có nhiều anh chị yêu cầu sau khi em thực hiện video clip nào đó ở khu vực này, nên thành ra hôm nay chúng ta lại có dịp gặp nhau nữa. Và mỗi lúc em đi thì tuy là một con đường nhưng nó lại có khung cảnh khác. Từ hôm bữa ví dụ như chỗ này nhà số 202, ngày trước là quán cà phê Quả Táo, nhưng mà vì dịch bệnh nên thành ra người ta cũng trả mặt bằng luôn, và ngày nay là quán cà phê Catina, hệ thống của cà phê Catina. Và đây là hẻm 202 Cô Bắc, ngày xưa thông ra cây xăng Metrobol, và ngày nay là hẻm này hẻm cùng rồi. Hẻm này cũng rất là yên tĩnh.
Cái bên này có sữa chua Trân Châu Hạ Long, phòng hệ thống sữa chua mới ở Sài Gòn, giống như ngày xưa nổi tiếng là Thịnh là sữa Trân Châu, trà sữa Trân Châu. Đây có chú bán bánh bao bánh tiêu rất là lâu năm ở đây rồi nè. Bên cạnh trái người ta nói là trường Lương Thế Vinh, ngôi trường rất là lớn ở Cô Bắc này. Ngày xưa ngay trường này nó chính là hãng cao su ngày xưa. Trường có ba mặt luôn, Cô Bắc, Cô Giang, rồi Hồ Hảo Hớn, Ô Nguyễn Khắc Nhu chứ. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đi hẻm 155. Rồi mình sẽ vòng qua số 59. Vòng qua số 59 Nguyễn Khắc Nhu ha. Để anh chị xem lại khu xóm. Rồi chúng ta sẽ vòng qua Trần Hưng Đạo này. Tiếp tục nha, mình đi thẳng luôn, thẳng lên trên kia luôn là hẻm 55, nằm bên cánh trái. Ngay đây có nhà truyền thống sân khấu. Và ngày nay ở dưới là quán cà phê nè, ở trên là nhà truyền thống. Nói chung cái video clip này thì nếu mà sự trùng lập thì anh chị cũng thông cảm, tại vì trên một con đường em lại tiếp nhận rất là nhiều cái comment, và cũng có vài anh chị nói là trời, quay qua quay lại có vài con đường vậy cha nội, quay con đường khác đi. Nhưng mà kệ, nếu không có view nhiều thì cũng không sao, tại vì không quay lại thì cũng hơi kỳ ha. Nếu anh chị mình xem rồi thì bỏ qua cũng được, và cũng rất cảm ơn anh chị nếu mà có sự quan tâm ủng hộ, có tình cảm dành cho 55 TV thì mình xem clip này chơi cho vui, xem chiều cuối tuần ở đường Cô Bắc như thế nào. Và rất là vui khi mà được rất nhiều video clip được share trên Facebook của rất nhiều anh chị. Rồi thành ra cũng có nhiều anh chị khác lại comment, cũng cảm thấy rất là vui. Bên phải chúng ta đó là số 252, số chẵng. Còn số lẻ là nằm bên trái nè, khu vực này là 147 nè, nhà bàn vàng nè. Rồi nhà 149, 151. 151 rồi 153. Nhà 153 này thì đóng cửa rất là lâu rồi, nhưng không biết chủ còn ở Việt Nam nữa hay không. Rồi kế đến là 155. Ngày nay là cho thuê bán máy tính Casio đó. Dụng cụ học sinh đó. Và đến khu vực này là khu hẻm 155. Rồi mình sẽ đi vào nha. Kế bên là Lan Anh, nhà số 157, nhà bán nước mắm, nước mắm Hưng Thành, cũng nhà của một người anh, người anh quen, anh Khoa nè. Hãy lên tí thì mình sẽ đến giao lộ Quỳnh Quang Tiên và Cô Bắc. Nơi đó có nhà hàng Ngọc Linh ngày xưa và ngày nay là nhà hàng Tự Do. Hẻm 155 là hẻm thông ra hẻm 168 Cô Giang. Hẻm rất là nhỏ, chỉ có đoạn thì đi vừa một chiếc xe máy thôi. Không biết cô chú anh chị có hình dung được khu xóm này hay không.
và hẻm này thì buổi tối cũng rất là vắng, rất là ít người, rất ít người ra vô. Thì hẻm này cũng nhỏ. Đây nè, có gì á? Rồi có ốp sẵn đó. Cái này nè, tôi xuyên qua cái này luôn nè. Cháu chồng lên về nè, hiểu không? Đó nè. Tao mù lắm là sao? Từ từ đi. À, đây có cái hẻm, hẻm nhỏ nữa. À, không biết nhà của chú anh chị là nhà nào đây. À, bên tài khoản là 155/16, 18/20. À, hẻm 160 Cô Giang, chứ không phải là 168 này, em nhầm. Ai nói đó nói hả? À, ngoài đây là hẻm 160 rồi đó. Qua đây là đường Cô Giang, và đi lại tí xíu nữa thì có hẻm 175. Cũng có một yêu cầu của anh chị, nhưng mà chắc em sẽ thực hiện trong video clip sau nha. Từ bây giờ tiện đường thì mình sẽ vòng vòng trở lại để đi qua hẻm số qua nhà số 59 Hồ Hảo Hớn. Khác Nhu. Nhìn lại khu vực đầu hẻm 160. Hẻm này sẽ thông ra hẻm 155 Cô Bắc. 160 Cô Giang. Đầu hẻm có nhà thuốc Long Châu. Hệ thống của FPT Shop. Với lại bên trái thì có một căn nhà rất là cao. Dãy nhà Cô Giang nè. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Ở đây có một nhà thuốc cũng rất là nổi tiếng, đó là nhà thuốc Đức Dung nè. Nhà thuốc Đức Dung. Nói chung chiều hôm nay thì mình thấy không khí cũng hơi tĩnh lặng, mặc dù là cuối tuần. Sài Gòn bây giờ là 3 giờ hơn. Mấy bữa thì mình đi vô hẻm 161. Đó, hẻm 161 buổi chiều. Đây có chị bán trái cây. Rồi chúng ta đi đi qua bên đường Nguyễn Khắc Nhu tiếp tục. À, con chị đang ăn chè bưởi không? Chè bưởi đậu xanh thơm mát, xinh mờ, xinh mờ. Chè bưởi đặc biệt thơm ngon. Chè bưởi đậu xanh thơm mát, xinh mờ, xinh mờ. Tới đây là khu vực nhà chị Mỹ nè. Chị Mỹ hiền chứ quên.
em cứ nhìn nhầm hoài. Ngày nay là salon tóc Quốc Duy. Bạn này lúc trước là bên Cô Bách đó, rồi sau này dời mặt bằng qua bên Cô Giang. Mình đang đi trên con đường Nguyễn Khắc Nhu. Đường này thì cũng có vài căn nhà rất lớn còn giữ nguyên kiến trúc tới ngày nay luôn nè, như nhà số 23 nè. Ở Sài Gòn thì đủ tiếng rau hết ha, đủ món hết. Đó, nhà xưa nè. Chú bán chè. Bên cánh trái chúng ta đó là ngôi trường Văn Lang, tông màu cam cam. Ngày xưa cũng là một cái cơ sở của Mỹ, theo là chia sẻ của rất nhiều của chú anh chị. Chú bán chè đi theo mình luôn à. Nói chung chiều hôm nay thì chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đây thôi. Từ hôm nay sáng thì em có việc đi sớm rồi, tối nay thì lại có việc nữa rồi. Nên ngày Chủ nhật hôm nay chỉ quay một clip này để gửi anh chị. Nếu mà chiều thuận tiện thì chúng ta sẽ gặp nhau tiếp tục ha. Và bên cánh trái chúng ta đó có hẻm 53. Mấy hôm trước em cũng có đi vô hẻm này để hỏi thăm nhà người thân của anh chị, nhưng mà rất tiếc là không có gặp. Nhà cái bên đó là 51, ngày nay đóng cửa cho thuê rồi. Và cái bên là nhà số 59, mới vừa cho thuê bán rượu hả? Shop bán rượu nè, CQ Mart. Một số hình ảnh về những căn nhà xưa, những khu xóm hẻm gửi cô chú anh chị. Hy vọng qua video clip cũng sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với cô chú bác anh chị và các bạn. Đây còn chị bán giò cháo quẩy. Hôm trước em cũng có quay, chị bán cũng rất là ngon, rất là nổi tiếng ở đây. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay thì không có nhu cầu ăn nên là không có mua ủng hộ chị. Ta đi tiếp qua bên đây đường ha, rồi mình sẽ dừng lại ở rạp Hưng Đạo nha. Để chị nhìn lại một đoạn đường Nguyễn Khắc Nhu ngày nay. Đường Nguyễn Khắc Nhu thì không hiểu sao địa chỉ ở đây rất là ngộ, tại vì có một dãy có vài căn nhà thôi, không tới 20 căn nhà nữa, mà số địa chỉ tới 200 mấy, không thấy số 1, số 3, số 5 mà đùng một cái 200 mấy luôn. Không hiểu vì sao, không biết ngày xưa ở đây là như thế nào ha. Đây có một cái phòng cảnh sát giao thông. Bên cánh trái là khu vực tập thể thao, nên đây có phòng tập tạ, tập yoga của nam của nữ luôn.
đây là phòng cảnh sát giao thông 54 Nguyễn Khắc Nhung. Chúng ta ra tới đây là giao lộ Nguyễn Khắc Nhung với Trần Hưng Đạo, đi qua bên kia là Nguyễn Cư Trinh. Vài hình ảnh về khu xóm hẻm 155 rồi nhà số 59 Cô Bắc. Ủa, nhà 59 Hồ Nguyễn Khắc Nhung gửi của chú anh chị. Hy vọng thông qua những hình ảnh này cũng gợi nhớ chị vài ký ức về ngày xưa, về những căn nhà và nơi đó có những cái ký ức cũng như những cái kỷ niệm của rất nhiều của chú anh chị khác. Rồi bây giờ thì chắc xin chào và hẹn gặp lại. Rất cảm ơn của chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Mặc dù video clip cũng không có gì đặc biệt, cũng không có gì mới mẻ, mỗi mong của chú anh chị bỏ qua thông cảm ha. Rồi mình sẽ gặp nhau trong video clip khác nha. Rồi bye bye anh chị và hẹn gặp lại.